Nhưng mà sự thật là nếu như bạn thử quên một ngày hẹn hò hay là một cái cột mốc quan trọng nào đó thì bạn sẽ thấy được em mình phủ lại bạn như thế nào. Trời ơi dữ vậy trời. Bạn giới thiệu về mình đi. Dạ, trước tiên em xin chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường và em chào tất cả mọi người trong trường quay. Em tên là Minh Ngọc và em 29. Công việc của em là kỹ thuật viên xét nghiệm, nhưng hiện bây giờ em đang đi học tên văn bằng 2. Quê em ở Tây Ninh. Học xong ra gì bạn? Dạ ra bác sĩ. Bao nhiêu năm nữa? Dạ còn 2 năm. 31 người ta sẽ là bác sĩ đấy nha. Rồi bên kia giới thiệu về mình đi. Dạ, chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và quý vị khán giả. Chào bạn nam, em tên là Nguyễn Quỳnh Như, năm nay em 23 tuổi, sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Em đang là nhân viên kinh doanh và có một công việc dạy thêm ở trung tâm luyện chữ nét hoa. Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em là không có bánh bèo, rất là quyết đoán và dứt khoát. Khuyết điểm của em là hơi có giờ dây thun một xíu. Thun cỡ nào, giả tỷ như giờ hẹn? 15 phút thôi. À, cũng chưa đến nỗi ha. Em gái, em có được mấy mối tình rồi? Dạ, hồi trước giờ thì em có đơn phương 2 mối tình. Đơn phương thôi chứ chưa có mối tình nào chính thức hết hả? Dạ đúng rồi. Lúc mà em định viết thư tỏ tình người ta thì em thấy người ta đăng avatar các bạn gái, cho nên em đốt thư luôn. Đốt thư luôn. Người đó rất là không có đẹp trai đâu, nhưng mà có cái nét độc. Và em đặc biệt rất là thích những người không có nét đẹp đại trà, mà phải có cái gì đó của riêng mình. Xấu cũng được nhưng mà phải độc. Trời ơi, vừa xấu mà vừa độc nữa chắc chết quá. Đọc là đọc sao em, ví dụ? Dạ, nét đẹp lạ đó chị. Nhìn gương mặt thì phải hài hài một xíu. Mặt nhìn lạ. Mắt cười. À, là mình thấy buồn cười liền, không có nở giận lâu. À, Linh thấy mặt bên kia có mắt cười không Linh? Cũng mắt cười mắt không? Cười. Bạn trai thì sao? Mình có bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ, em có 2 mối tình chính thức cách đây 5 năm rồi. Kéo dài bao lâu? Dạ, được 2 năm. 2 năm, lý do sao chia tay em? Dạ thì do cái quyết định em đi học cái văn bằng 2 với một quyết định nữa là người nhà nói là không hợp tuổi. Nhưng mà em chia tay hay là cô kia? Cô kia. Vấn đề quan trọng bây giờ chúng ta tìm một cái người yêu như thế nào? Dạ, em thì em thích một người năng động, hòa đồng và cá tính, không cần đẹp. Độc luôn. Độc, xấu lạ. Hai người này độc không hả? Em không thích điều gì ở bạn gái? Bánh bèo quá chị. Tức là đừng có nữ tính quá. Tức là nhõng nhẽo hay là... Cô kỳ vậy ta? Ta lấy vợ thích nữ tính. Bên đây gặp quá. Cô này hồi nãy cô nói cô không có bánh bèo. Được. Nhưng mà về ngoại hình á, có cái mẫu người lý tưởng giống ai hay là thích ai gì không? Thôi giống chạy được rồi chị. Chị là vừa đẹp vừa độc nữa em ơi. Rồi giờ tới phiền em nè. Em có cái tật xấu gì không? Em hay hát lắm. Hát mọi lúc mọi nơi. Tức là gắn tai nghe vô là em có thể đi lố đường ra tuốt đại lộ luôn á. Không, mấy người hát gắn phone vô là ưa hát dở lắm em. Phải gắn vô đâu biết hát gì đâu. Trời lừa trái, lừa trái, trời đất ơi. Hát xong bao nhiêu người đang dòm mình luôn. Dạ đúng rồi đó, anh dòm y chang vậy luôn. Vậy luôn hả? Dạ đúng rồi, y chang vậy luôn á. Mà em hát thể loại nhạc gì? Dạ nhạc nhẹ cũng có, nhạc rock cũng có, mà nhạc... Rock luôn? Vậy rock em làm nhẹ nhẹ. Rock cho chị coi, em rock coi. Bên này thích đập lạ. Quay xa về gần rồi vội vàng lại quay thêm một lần cuộc đời như lần không ngại ngần. Ta về trong mơ. Hay nhảy này đâu phải tật xấu đâu, nhưng mà chị đang hình dung lúc em hát em feel thì chị đang hình dung em đi karaoke em hay bị người ta quay clip dùm hàng đó. Đọc lạ tôi chịu. Hai chị em hợp ghê á. nghe bạn nhạc rock bên bển em cảm thấy như thế nào? Dạ cũng cá tính. Cá tính. Em có phải điềm đạm ha, nói nhỏ dễ sợ. Sao bác sĩ tương lai mà. Mình là đa khoa hả em hay sao em? Dạ đa khoa chị. Mình có dự định gì cho tương lai không? Ví dụ như mình bao lâu nữa mình lập gia đình? Lập gia đình xong mình ở đâu? Dạ thì về Tây Ninh cũng được, có thể là ở với mẹ nếu bạn nữ thích làm dâu. Còn mẹ em rất là dễ. Có trước khi đi tham gia chương trình em có hỏi mẹ, nếu lỡ người ta bắt con làm con rể cho mẹ. Cái mẹ nói thì thôi mình đi. À vậy là mẹ cho đi phải không? Mẹ chịu mà mẹ em chịu không? Dạ chắc được luôn đúng không? Bác sĩ mà ở đâu làm gì cũng được hết. Trời ơi, mở cái phòng mạch tư nhân ở nhà bác là ngon. Ở đâu chích cũng được. Có chỗ là chích à. Đúng không em? Yên tâm. Được. Trời ơi, đây là sáng giá lắm á nha. Ba còn 2 năm nữa đó, em nhắm đi làm có lương nuôi đi. Em mốt bác sĩ nuôi lại.
Học xong mới cưới đúng không? Dạ. Vừa lấy bằng là vừa có vợ luôn. Dạ. Được rồi. Hợp lý mà, bên đây cũng mới 23 tuổi à. Chào em gái, anh bên đây nó rất là hiền, trầm tính ha. Dạ. Em hình như rất là sôi nổi ha. Dạ đúng rồi. Em như cái tính cách giống như Cát Tường á. Vậy cũng, mới nó hòa hợp. Khùng khùng chút xíu vậy đó. Đọc, đọc, đừng dùng từ khùng. Đọc. Hồi nãy anh mà thấy cậu hát trời ơi, cái miệng cũng đã lắm. Một hồi, anh à, vừa bây giờ mở màn qua. Dạ. Em gây ấn tượng mà em hát liền nha, vui mà nha. Nhưng mà anh phải hòa nhịp với em chứ. Anh hòa luôn. Dạ. Em thích lãng mạn không? Dạ không, nhiều khi em cũng thích người con trai phải hơi phủ một xíu. Phủ hả? Tức là ý là nếu mà ví dụ như em mà có người yêu á, em mà nhắn tin nói là em nhớ người đó thì người đó đừng có nói mấy cái câu lại như là anh nhớ em lắm. Em không thích vậy. Em nói là em. Ủa nay em bị gì vậy? Hoặc là kệ em chứ. Em thích như vậy hơn. À vậy đó hả? Dạ. Dạ vậy ta. Thích đâu. Ví dụ như em nói là em yêu anh nhiều quá. Anh trai nói bà khùng hả? Dạ. Hoặc kiểu như bên kia bác sĩ, bên đây người ta nhắn tin, anh ơi em đang chóng mặt quá, kệ em, được không? Cái đó thì không được, cái đó liên quan tới vấn đề sức khỏe. Sức khỏe, đúng rồi. Còn cái gì mà nói về tình cảm thì có thể phủ được. Thôi một người thích phủ lạ quá. Không được đó, anh thấy cô đây cũng cá tính đó em. Bây giờ mình hỏi thăm người nhà coi đánh giá thế nào ha. Em trai đi với ai? Dạ em đi với anh họ và bạn thân. Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Rồi chào em. Em là anh trai của Minh Ngọc. Theo anh á, thì anh thấy bạn nữ bên này rất là vui tính và rất là dễ thương. Đọc. Dạ, anh thấy là hợp với em á, em gái à. Dạ. Anh em của anh á là không có bị vô duyên đâu, em yên tâm. Rất là đúng gu của em á. Em có đi vai không? Dạ có, em đi với một người chị cũng là bạn thân và em rất là tin tưởng vào cái nhận xét của chị đó. Rồi chào chị. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường. Chị thì chị thấy anh bên này thì trầm tính, nghiêm túc, ảnh cũng có khuôn mặt đọc nếu mà nhìn mặt ảnh có mắc cười không? Nếu mà ảnh mở miệng ra cười thì sẽ thấy rất là mắc cười, còn ảnh không mở miệng ra cười thì sẽ không thấy mắc cười. Anh không cười là coi như bên đây khóc luôn. Thì đúng rồi, mình hy vọng là khi mà mở màn ra thì bạn nam bên này gán cười cười nhiều xíu. Hồi nãy em mình có nói việc là em mình thích bạn trai cũ, nhưng mà sự thật là nếu như bạn thử quên một ngày hẹn hay là một cái cột mốc quan trọng nào đó thì bạn sẽ thấy được em mình phủ lại bạn như thế nào. Trời ơi dữ dọa vậy trời. Cái ghê vậy. Hồi nãy anh nghe vô phủ anh tưởng nó ngon, nhưng cuối cùng không phủ, phủ người ta là phủ lại. Là hơi mệt rồi đó. Rồi bây giờ kéo màn lên cho hai bạn gặp đình. Nhau ráng kéo nha. Màn lên. Cố gắng nha, cặp mày được là cười. Vui lắm nè. Cười lên, cười. Bắt đầu. Hát đi em, hát đi. Nếu như ngày anh bước đến vì anh đã yêu thương em, hãy nói với em chân tình, trái tim đừng làm em bối rối. Biết đâu khi ngày mai thức dậy, yêu thương kia mong anh từ cơn gió bay qua. Có mè nữa. Hay quá. Bác sĩ được rồi đó. Được không em? Đọc không em? Dạ chưa. Có bè đó em. Dạ em cảm ơn. Mắc cười không em? Dạ cũng cười. Mắc cười ha? Dạ. Bác sĩ hơi thiếu ăn chút, chắc là lo học quá. Phải nuôi sao cho mập chút. Nếu mà đi học như vậy thì anh sắp xếp thời gian hẹn hò như thế nào? Có thể anh sắp xếp một tuần một chút, hoặc là hai tuần, hoặc là một tháng. Trời ơi, cái gì mà thời buổi giờ mà một tháng nhỉ? Một tháng gặp nhau một lần hả anh? Thì theo em nghĩ thì quan trọng là ở trong tim mình có người ta hay không thôi chứ. Nhưng mà em thì lại thấy là cái việc gặp mặt thì nó cũng quan trọng á. Một tuần ít nhất cũng phải hai lần. Sắp xếp một tuần hai buổi được không? Chia sẻ bác sĩ nhau. Thì chứ chị nó thứ bảy chủ nhật tới chị, tại vì thứ hai thứ ba thì chẳng hạn như hôm nay thì em phải xin thầy em nghỉ mấy ngày thì nói chung chắc cũng cảm cho người ta còn 2 năm cuối mà. Ráng đi em, đầu tư bác sĩ em còn nhiều thời gian học lắm. Ráng đi chịu đi. Tuần hai lần thôi. Năn nỉ mà thiệt mà. Mà em có hay đi phượt không? Đi dạ. đi chơi bằng ô tô. Dạ có, em rất là thích đi du lịch á. Cho nên là nếu mà yêu nhau thì chắc khoảng 1 năm phải đi 2-3 lần á. Mà anh không thích đi. Dạ. Dạ không anh Quyền Linh. Phủ đúng không? Phủ. Không, phủ cái đó là em không chịu đâu. Ủa em thích đi luôn hả? Em đi từ nào giờ em đi một mình không chị? Anh đi những đâu rồi? Mới đây thì anh đi Quy Nhơn.
Quy Nhơn. À, Nha Trang. Nếu mà sau này anh tốt nghiệp thì anh tính là làm ở Tây Ninh hay là ở đây ạ? Thì có thể là ở Tây Ninh cũng được, hoặc là ở Sài Gòn cũng được. Hiện giờ anh đang sống với ai anh? À, hiện bây giờ thì anh đang sống trên Đắk Lắk một mình. Ủa tại sao trên đó em? Dạ em đi học văn bằng 2 trường Đại học Tây Nguyên. À vậy. Nhưng mà tính cái nước hẹn hò mới quan trọng đó, đúng rồi đó. Hèn chứ hồi nãy nói 1 tháng gặp 1 lần. Đúng rồi. Thì nếu mà nếu được thì em có thể là cuối tuần những cái ngày trong tuần thì chắc là khó. Em rất là ngại cái việc yêu xa. Dạ. Là em muốn một người tức là phải ở bên mình á. Không cần phải kè kè bên mình suốt ngày. Nhưng mà ý là phải có thời gian gặp mặt và nói chuyện, chia sẻ. Còn về cái việc mà yêu xa mà thường là nói chuyện với nhau bằng tin nhắn đó, thì em cũng không có muốn như vậy. Tại vì em rất là không thích phải nhắn tin với người mình yêu mà em muốn gặp mặt người đó. Thì em nghĩ là nếu mà yêu nhau á, thì anh cũng sẽ có cái cảm giác là muốn gặp người đó hoài luôn á. Thì đúng rồi. Dạ. Em hay nói gì chứng minh cho cô ấy rằng mình sẽ làm tất cả vì cô ấy? Anh không hứa. Tại vì thường người ta nói là hứa nhiều là không được bao nhiêu. Dạ. Nhưng mà anh sẽ cố gắng hết sức sẽ mang đến niềm vui và cái hạnh phúc cho em. Tại vì trên cái con đường của anh đã từng đi á, thì cái yên xe sau của anh nó trống quá nhiều người. Anh không muốn nó còn trống như vậy nữa. Rồi. Hết thời gian. Chúng ta hãy để tay vào nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ nha. Suy nghĩ thật kỹ. Cơ hội chỉ đến một lần và phải cảm nhận bằng trái tim của mình. Một cô gái rất là năng động, rất dễ thương, rất là cá tính. Một chàng trai có tương lai cũng tươi sáng, rất là hiền hòa, cũng biết đối nhân xử thế. Quan trọng là các bạn có vượt qua cái con đường xa, thật xa đến với nhau hay không. 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. À, anh rất là tốt. Em cảm nhận được anh là một người rất là chân thành luôn. Nhưng mà thật sự thì cái khoảng cách nó quá xa. Và em... Anh biết mà. Dạ. Nên là em hy vọng là sau chương trình này anh sẽ tìm được một nửa của mình. Và em tin là nếu mà anh tìm được một nửa thì người đó sẽ rất là tốt. Yeah. Cảm ơn. Bạn trai có biết rằng trong cái câu chuyện vừa rồi bạn gái sẽ không bấm nút không? Dạ, khi bạn ấy nói như vậy là em đã hiểu rồi. Tại vì những người cá tính họ đã quyết rồi thì chắc chắn là sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng tại sao bạn lại bấm nút? Tại vì em vẫn hy vọng một cái phần trăm nhỏ nhỏ nào đó. Rất thích cái cá tính đó của bạn, rất trân trọng. Đấy, bạn Huyền Hòa, tôi rất thích những điều đó. Biết rằng đối phương không bấm nút, mình vẫn bấm nút. Mình rất tiếc cho hai bạn. Nhưng mà đó là sự quyết định của cả hai. Biết đâu 2 năm nữa chúng ta lại gặp lại nhau. Hai năm nữa em vẫn chưa lấy chồng. Anh ấy về thành phố. Biết đâu chúng ta lại gặp nhau rồi lại bấm nút với nhau, đúng không? Biết đâu được, biết điều đâu gì cũng có thể xảy ra cả. Rồi, thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Hai chị cùng lùng cũng uống mà tóc mới ngố hả chị? Điểm mạnh của em thì chắc là vui vẻ, hài hước, đôi khi cũng hơi khùng khùng tí xíu. Khùng là khùng sao? Cặp đầu tiên chúng ta đã thành công rồi. Bây giờ để cặp thứ hai xem sao nha. Kéo màn. Mời bạn nam. Chào bạn. Dạ, em chào anh. Mời bạn ngồi. Bạn tên là gì? Dạ, em tên Phạm Văn Lên ạ. Phạm Văn Lên. Dạ. Chứ không phải xuống ha. Dạ không. Làm nghề gì? Dạ em hiện giờ em đang là kỹ sư điện ạ. Em nhiêu tuổi? Dạ em 25 tuổi chị. Em đến từ Hậu Giang á chị. Hậu Giang. Dạ hồi sáng 4 giờ là em lên rồi đó chị. Cực khổ quá. Khổ quá ha. Rồi mời bạn nữ. Em có quà tặng chị. Chị hả? Dạ. Cảm ơn em. Trời ơi, thích quá. Dạ em chào chị, em chào khán giả và em chào anh Quyền Linh và anh bên kia. Em giới thiệu về mình đi. Dạ em tên là Quy, em năm nay 26 tuổi. Em làm kỹ thuật trong công ty thời trang. Quê em ở đâu? Dạ quê em ở Phú Yên ạ. Phú Yên với Hậu Giang. Chà, chà sao nó cách trở quá nhờ. Trắc trở à, chuyển công tác xuống Hậu Giang được không? Nếu mà ở dưới đó có công việc phù hợp.
Có nghĩa là nếu mà có công việc ổn định với Hậu Giang thì mình cũng sẽ đi. Dạ. Ha. Dạ. Chắc không? Dạ chắc. Rồi mình giới thiệu về mình một chút xíu đi. Dạ là điểm yếu của em là hơi nóng tính. Nấu ăn thì cũng biết nấu nhưng mà không ngon lắm. Điểm mạnh của em thì chắc là vui vẻ, hài hước. Đôi khi cũng hơi khùng khùng tí xíu. Khùng là khùng sao? Nhiều khi đi bật điên lên á thì cũng quậy phá rồi này nọ. Quậy phá là làm gì? Có thể là gào rú lên hoặc là đập phá gì đó. Rồi lúc đó có ai xung quanh không? Hy vọng là không. Nói chứ bạn nam ơi, nghe bạn nữ ở cách xa nhau quá thì bạn cảm thấy như thế nào? À, không sao đâu chị, người ta nói là thương nhau mấy nước cũng chèo mà chị. Bạn có bao nhiêu mối tình từ xưa tới giờ rồi? Dạ cũng ít nè. Ít là nhiêu? Dạ có hai thôi chị. Lý do tại sao mình chia tay hai mối tình đó? Dạ là do là cái bạn, hai bạn đó có chồng bỏ em. Không sao vậy, ta bỏ lần lượt hết người này đến người khác vậy? Dạ do em coi em đi học em cũng mới ra trường đi làm á, rồi bạn đó nghe lời gia đình á rồi lấy chồng. Bạn nữ có bao nhiêu mối tình rồi? Em có 2 mối tình ạ. Mối tình thứ hai thì chia tay cách đây chắc cũng 3 năm, 4 năm gì. Lý do? Do là bạn đó cũng còn trẻ á. Rồi em muốn một người gọi là chững chạc. Hình như bạn trai bên kia 25 tuổi đúng không? Dạ đúng rồi chị. Nhỏ hơn em 1 tuổi đó, em có vấn đề gì không? Nhiều người rất là nhỏ tuổi nhưng mà người ta vẫn có bản lĩnh của những cái người đàn ông lớn tuổi. Mình có đặt ra cái chuẩn người bạn ông của mình là như thế nào không? Em cũng không đặt gì nhiều nhưng mà đừng có gia trưởng. Mẫu người của em mơ ước là Lee Min Ho á chị. Cũng ước ít quá ha. Ở đây có hôn không em? Cái điều gì bạn không thích ở người bạn trai? Không thích mà đập vô là em thấy dội liền á. Là móng tay móng chân mà nó dính dơ chị. Xe bằng tay ra, xe bằng tay ra coi. Gì nữa? Bụng phệ. Nhiều đó. Nhiều quá đủ rồi ha. Dạ. Lee Min Ho phải không? Qua coi coi. Hô hô. Hôm nay có hô thôi. Dạ em chào chị ạ. Liêm ngon lành. Dạ. Cũng không phệ. Đẹp chắc. Cũng cao à? Cao nhiêu? Cao nhiêu? Dạ 1m7 chị. Được. Em thích chuẩn người bạn gái như thế nào? Dạ chuẩn người bạn gái chị, cùng lùng ú ú mà tóc mái ngố chị. Ê, ú ú là sao? Ừ. Cái vụ ú ú là hơi tròn tròn chút xíu á chị. Thôi nó múp mũm mỉm ai nó ú ú dùng cái từ ú ú tưởng đâu người giống như cái bánh ú. Bao lâu đám cưới được? Nếu là bạn nữ đồng ý thì cũng có thể. Đã chuẩn bị gì để đám cưới chưa? Cũng có chuẩn bị tinh thần thì nó cũng đầy đủ rồi. Với lại cũng chuẩn bị một phần nào đó, mẹ ở nhà cũng chuẩn bị tiếp. À coi như là mình chuẩn bị ít rồi mẹ phụ. Dạ. Một phần nữa phải không? À đúng rồi chị. Bây giờ hỏi thiệt, bây giờ nếu hẹn hò một người ở dưới đó, người trên này hẹn hò sao? Mình sắp xếp công việc thì bạn đó cũng làm ở đây rồi, em cũng chuẩn bị về làm lại chị. Mình ở đây thì mình có thời gian nhiều hơn. Thì giai đoạn đầu tiên này là gì? Dạ. Mà mới bấm nút xong nè, là cái đoạn này mới quan trọng. Mới mà tình yêu mới chớm nở thì hẹn hò sao? Dắt đi uống cà phê chị. Cũng nhưng mà đi lên đi về nó cũng khó lắm. Không sao đâu chị, sức trai đi được chị. Nhớ nha. Dạ. Mà phải ăn nhiều vô chứ đi nữa là ốm nữa đó. Sáng em lên 4 giờ mà đâu có sao đâu vậy. Cũng được, không có đến nỗi nào. Chị chỉ ngại là đi xa đó, không biết có đi nổi hay không thôi. Khỏe mạnh mà. Rồi, để mình qua mình xem coi bạn gái của... Chào bạn. Ui, mà bây giờ thí dụ về Hậu Giang bạn có về được không? Ở đó có điều kiện để em phát triển thì em sẽ về. Anh là dễ thương lắm. Thật là trai miền Tây thật thà lắm. Hậu Giang của vùng đất rất là mặn mòi. Nay mình đi có ai đi theo, người thân đi theo ủng hộ mình không? Dạ em có mấy đứa bạn thân hả chị? Mấy người bạn thân luôn. Em xin chào anh Nguyễn Linh, em chào chị Cát Tường. Rồi chào các em. Em là thắm bạn của Huy. Em thấy anh này dễ thương. Huy cũng đang định tìm người ở miền Tây á. Cảm ơn mấy bạn. Sao vậy? Tại sao tìm người miền Tây? Ý là dự định thôi. Huy thích người miền Tây. Người ta dễ thương mà đúng không? Miền Tây hả? Sao nãy giờ không chịu nói, sao nghe giới thiệu miền Tây không mừng như vậy? Còn bạn, có đi với ai không? Dạ có, em đi với bạn thân của em học trung cấp 3, bạn Linh. Rồi chào bạn. Dạ em chào anh chị ạ. Bạn thân hả, từ cấp 3 luôn hả? Dạ. Ở trong nhóm có ai để ý bạn của em không? Dạ không ạ. Có thì không nói đi. Dạ không, bạn ấy chỉ quen bạn ở ngoài thôi ạ. Không quen trong công ty luôn hả? Công ty thì em không biết, bởi vì em học 4 năm trên này. Còn bạn thì học ở dưới Cần Thơ nên em không chắc ạ. Không có chắc. Tính tình bạn em được không? Trong cái thời gian chơi với nhau thì theo em là rất là được ạ. Còn lúc không chơi thì không được đúng không? Không, em nghĩ đối với người ngoài nhìn vô thì cũng rất là có thiện cảm ạ. Bạn bên đó làm sao? Dạ, theo em thì bạn bên này nhìn rất là dễ thương và có vẻ là rất là hiền lành. Em nghĩ là hai bạn có vẻ hợp với nhau ấy ạ. Ừ, đúng rồi. Có vẻ là hợp với nhau, chúng ta gặp mặt sẽ biết hợp hay không. Rồi kéo màn lên.
Các bạn sẽ có 2 phút để tìm hiểu nhau. 2 phút bắt đầu. À, chào em. Mình còn có quà tặng bạn. Dạ, cảm ơn. Anh có một cái khăn tròn ha, tặng em. Ồ. Quá chu đáo luôn. Ủa, này thấy tặng rồi mà. Ồ quên. Tặng lại bạn. Ủa, mình tặng khăn có ý nghĩa gì không vậy bạn? Có chị, cái ý nghĩa thứ nhất đó là cái khăn nó thay mình mà mình lúc mình xa á chị, thì giữ ấm cho bạn gái của mình, giống như là cái tình cảm mình lúc nào cũng ở bên cạnh bạn gái mình hết. À. Hiện tại là công việc của bạn là ở dưới quê hả? Không, cái đó là do công ty điều mình đi mình làm thôi. Làm xong rồi mình về, mình lại Sài Gòn chứ không có. Vậy là hiện nay đang ở Sài Gòn. Đúng rồi. Bạn ở quận mấy? Ở quận 7 ở đường Quỳnh Tân Phát á. Ồ, mình đi làm ở đó đó. Nhìn mình bạn thấy sao? Thấy nhiều sợ quá. Thấy sao? Cười hoài vậy? Giống Lee Minh Ho không? À. Không giống lắm. Cũng có chút Hàn Quốc chứ bộ. Quan niệm về tình yêu của bạn như thế nào? Mình thì khi yêu á, nói chung là đừng có làm lố quá, thể hiện vừa thôi. Chứ mình không thích kiểu mà làm lố quá, yêu đương rồi tùm lum hết rồi khi mà cưới về thì bỏ bê thì mình không thích. Không có thì yên tâm đi, mình không có bỏ bê đâu. Bạn có biết giặt đồ không? Mình ghét nhất là giặt đồ. Nhưng mà đồ của mình thì không sao, đồ người khác mình ghét. Tại vì mình mặc khi nào mà hết đồ còn bộ cuối cùng rồi mới giặt. Có nghĩa là một tuần đồ ở trong phòng là gom mặc hết rồi dục đóng đó. Mà lỡ mà trời mưa một cái nữa là lựa bộ nào mà còn sạch mặc như lại vậy... Mưa là khỏi bận. Vậy gom đồ trong nhà vậy nó dơ, nó bay mùi sao? Bốc mùi sao? Tại vì ảo của mình, mùi của mình không sao đâu. Sao chịu nói trời. Coi như là tuần mới giặt một lần, tắm cũng tuần mới tắm một lần. Dạ không, em tắm kỹ lắm. Em tắm tới hơn nửa tiếng là hơn nửa tiếng là tắm cho mấy ngày á? Một ngày tắm 3 lần. Làm gì ngày tắm 3 lần nửa tiếng? Dạ tại em thích chơi bốn chuyện lắm chị. Rảnh là em hay đi chơi bốn chuyện. Chơi xong rồi về dơ á chị, mình phải tắm. Ủa mà công việc của bạn có bận rộn lắm không? Cũng bận rộn nhưng mà vẫn có thể dành thời gian cho bạn. Bạn nhìn mình bạn thấy sao? Cũng chưa có cảm nhận gì nhiều. Chơi miền Tây mà, ai nói thích chơi miền Tây mà. Thích nhưng mà trong cái tưởng tượng của mình nó khác. Tưởng tượng sao? Tưởng tượng trai miền Tây là sao? Tưởng tượng mấy anh miền Tây hiền lành, thật thà, chất phát. Còn bạn thì cũng có quẻ là miệng mồm. Thì từ từ sẽ biết thôi, từ từ thì khi có thời gian hẹn hò thì bạn sẽ biết cái chân thật như thế nào chứ. Ví dụ một ít thời gian vậy thì cũng không thể nào để thể hiện hết được. Hát một đoạn nào đó gây ấn tượng đi bạn trai. Dạ. Em xin hát cái bài Nếu Được Làm Người Tình. Ngàn vì sao trên trời nhìn người yêu tôi cười thẹn thùng với môi hôn. Xin gió xa xinh đừng đùa lan ra tuyết trắng trên đôi má em hồng. Thế nào ngọt của bạn gái? Cũng được ạ. Có thêm được điểm nào sau khi hát không? Rồi thôi bây giờ mình quyết định nha. Đến thời khắc quan trọng. Quyết định xem từ nãy giờ mình trao đổi mình có cảm nhận gì hay chưa, trong người mình đó có cảm xúc gì hay chưa, và quyết định có cho nhau một cơ hội để hẹn hò với nhau hay không. Suy nghĩ thật kỹ. 3 2 1. Hết thời gian. Lý do tại sao bạn nữ lại không bấm? Do là em muốn tìm một người gọi là em tiến tới hôn nhân mà em thích một người chững chạc hơn, chững chạc. Người đàn ông hơn. Đây không phải đàn ông hả? Đây cũng chững chạc mà. Dạ, nhưng mà chưa đủ. Bạn trai cảm nhận như thế nào? Dạ thì em cũng cảm thấy hơi buồn, tại vì khi mà mình lên đây thì mình đã cho chính bản thân mình cơ hội. Mình kỳ vọng rất dạ, nhiều. Dạ đúng rồi, dạ. Nhưng mà bạn nữ nói bằng cái cảm nhận đó thì mình cũng không có thể nào mình nói được. Tôn trọng quyết định dạ, bạn ấy. Không sao. Cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình. Chúng tôi gửi tặng bạn mỗi người một cái loa nghe nhạc Samak
Y5. Hy vọng rằng nghe nhạc chúng ta sẽ có thời gian lãng mạn nhiều hơn để tìm ra một đối tượng nào đó cho mình. Thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng Thảo Dược Relax. Chúc hai bạn sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình.